Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Trong lúc quảng cáo, tôi với Như Huyền đùa với nhau, mình mới thấy đó là người Việt chúng ta đi mua khẩu trang nhưng mà vô trong nhà vệ sinh thì không rửa tay. Và quý vị có biết đó, cái nhà vệ sinh, cái nơi mà dễ lây nhiễm bệnh nhất đó là cái nắm cửa trong các nhà vệ sinh công cộng. Chúng ta vào biết bao nhiêu vòng tay nào cũng đụng vô hết. Đó là thang máy nữa quý vị. Cho nên cho dù rửa tay rồi, nếu cái toilet đó không có nắm cửa đó, thì quý vị dùng cái này nè, đẩy ra là tốt nhất để giữ cái tay mình. Vừa mình mới vừa rửa sạch sẽ xong mà quý vị lại nắm lại là bao nhiêu tỷ con vi trùng đã bám vào trong tay rồi. Cho nên khổ đó. Cách tốt nhất là rửa tay xong dùng cái khăn đó, cái giấy đó, cái napkin đó. Mình mở cái cửa, cách đó an toàn nhất. Hoặc là lấy cái tay, cái đầu, cái khuỷu tay này, mở cái cửa ra. Đó là một cái, những trong những phương cách để bảo vệ và thường xuyên rửa tay. Tại trường đại học Texas A&M vào sáng ngày hôm qua đã xảy ra một vụ nổ súng tương tự như trường hợp ở Greyhound vậy đó. Nhưng mà trường hợp này ở trong cái khu chung cư dành cho các sinh viên, thưa quý vị. Cảnh sát nhận được điện thoại 911 vào khoảng 10 giờ 17 phút sáng ngày hôm qua, khi họ chạy đến vào trong một trong những căn phòng của cái khu chung cư dành cho các sinh viên của trường đại học Texas này. Họ tìm thấy thi thể của hai người phụ nữ chết ở bên trong. Rồi bên cạnh thi thể của hai người phụ nữ, họ tìm thấy một bé 2 tuổi bị thương. Mà có thể là tay súng không có ý định giết đứa bé này. Cho nên sau khi giết hai người phụ nữ thì đã bỏ chạy thoát. Cảnh sát của Texas hiện nay đang mở cuộc điều tra truy lùng rất là gắt gao, liên tục từ ngày hôm qua đến giờ phút này. Động lực họ vẫn chưa biết được và họ chưa tiết lộ danh tính của hai người phụ nữ này. Đứa bé 2 tuổi thì đưa vào bệnh viện và đang được chăm sóc. Người ta cũng đang muốn tìm hiểu xem thân nhân của hai người phụ nữ này là ai để mà tìm cách giao đứa bé này cho người thân nhân. Còn nếu không có đó thì cán sự xã hội của Texas sẽ đến chăm sóc đứa bé. Và bên cạnh đó, thưa quý vị cũng biết đi shopping là Forever 21, ai cũng biết hết, những nhất là những giới trẻ, thưa quý vị, như Nhi và như tất cả những từ 18 cho tới kể cả những người lớn tuổi là 45, 50 tuổi cũng có đi shopping ở Forever 21. Nhưng mà có một tin không vui, đó là tập đoàn thời trang Forever 21 vừa bán các cửa hàng bán lẻ lại cho các công ty Simon Property Group và Parkview Property Partners and Authentic Brands với giá là 81 triệu, thưa quý vị. Và họ sẽ đấu giá vào ngày 10 tháng 2 này. Và nếu mà ai mua được cái giá này, cửa hàng lại của Forever 21, thì ngày 11 sẽ được nhận cái cửa hàng bán lẻ này. Và cái lý do là Forever 21 có tất cả là 800 cửa hàng ở trên toàn cầu, trên toàn thế giới, thưa quý vị. Nhưng mà trong đó 100 cửa hàng trong những năm vừa rồi đã bị đóng cửa vì bankruptcy, với cái lý do là cửa hàng này mở ra quá rộng và trang trải quá rộng và phát triển quá là nhanh đi để mà bị bankruptcy, thưa quý vị. Và những cửa hàng này sẽ được mua lại. Và Simon và Parkview là một trong chủ khu mua sắm, là họ làm chủ của những cái mall ở những khu ở phía như là New York. Thì vì họ không muốn cửa hàng Forever 21 này ở trong cái mall của họ bị chỗ trống, chính vì vậy họ sẽ mua lại. Nên một đó là một tin vui là quý vị vẫn có Forever 21 nhưng mà nằm dưới chủ khác mà thôi. Họ vẫn sẽ giữ cái chữ này hả? Dạ.
nhưng mà người chủ khác sẽ tìm cách làm thế nào để cạnh tranh được với các tiệm ở trên mạng hoặc là ở những cái cửa hàng khác. Dạ. Tôi thấy rằng trong thời gian qua khách không vào đây để mua hàng nữa. Họ và không mua trước lễ. Không cạnh tranh nổi với trên mạng. Okay. Tại tiểu bang Colorado, cảnh sát hiện nay đang kêu gọi người dân hỗ trợ để tìm kiếm một bé trai mất tích cả tuần lễ nay rồi. Mà quý vị biết ở Colorado hiện tại bây giờ đang vào mùa đông lạnh giá lắm. Đây là bé trai Gannon Staunch, 11 tuổi. Vào tuần rồi, theo lời của người mẹ ghẻ nói với cảnh sát là đứa bé thường xuyên cứ mỗi chiều sau khi đi học về, nó hay tản bộ ra khỏi nhà để đến nhà của người bạn chơi ở gần đó. Yeah. Cho nên em cứ hay đi bộ lắm. Yeah. Và tuần rồi, ngày 27 tháng 1, thì em đã rời khỏi nhà. Sau đó, không thấy em về nhà nữa. Người mẹ buổi tối không thấy đứa bé về nhà, nghĩa là đi tìm em rồi đến nhà người bạn của em. Hỏi thì không có đứa nào nói là tôi không thấy Thorns đâu hết. Thì bà mới gọi cảnh sát đến. Và khi cảnh sát đến nơi, họ chỉ biết lấy thông tin rồi. Cho đến giờ phút này, sau một tuần lễ trôi qua, cảnh sát vẫn không biết được tâm tích của bé Gannon ở đâu cả. Cơ quan FBI giờ đây bắt đầu tham gia vào cuộc truy lùng tìm kiếm. Thế nhưng cái cơ may để tìm em được có bộ hơi khó. Họ cũng muốn tìm hiểu xem người mẹ ghẻ này trong thời gian qua có chăm sóc em đàng hoàng hay không, bố của em ở đâu, rồi mẹ ruột của em ở đâu. Cảnh sát và cơ quan FBI hiện nay đang nỗ lực thẩm vấn tất cả những người can dự, kể cả những người láng giềng nữa. Thế nhưng cái cơ may để tìm được em cô bộ càng ngày còn khó hơn nữa. Họ nói rằng trong vòng 3 ngày đầu á, là còn có may mắn có thể tìm được em. Là sống sót. Nhưng mà sau 3 ngày đó rồi nguy hiểm, bởi vì không những bé gái mà chúng ta thấy ngay cả bé trai cũng bị những cái kẻ ấu dâm nó theo dõi. Và có thể cái kẻ ấu dâm đã theo dõi em liên tục từ cả tháng qua và biết được cứ mỗi chiều em hay đến người bạn chơi. Và cái con đường từ nhà em đến cái nhà người bạn lại vắng vẻ nữa. Và có thể là em đi qua những cái khu vắng thì những cái tên ấu dâm này đã canh chừng để bắt cóc em. Và bây giờ thì xác của em cũng không tìm thấy ở đâu luôn. Thiệt là tội nghiệp thưa quý vị. Và trở lại tin ví quý vị mà có 100.000 để mua 100.000 rất là làm được nhiều chuyện. 100.000 đô thưa quý vị là cho với so với những tiểu bang khác thì sẽ mua được căn nhà hoặc là down payment. Nhưng với so với San Francisco, quy 100.000 đô quý vị chỉ mua được một cái parking lot mà thôi, tức là cái chỗ đậu xe duy nhất. Một chỗ đậu xe, quý vị cũng thấy cái chỗ đó là 100.000 đô đó quý vị. Mà cái parking lot này tại sao lại 100.000 đô? Vì nó nằm cách cái khu phố của sân bóng chày chỉ có một khu phố, một con khu phố đi bộ qua là đã tới rồi. Và nó nằm khu gọi là downtown của gọi là Embarcadero, là cái khu vực đó downtown gần cái vịnh của San Francisco. Nơi đó có thuyền và nơi đó có xe lửa subway, tức là cái BART ở San Francisco như quý vị cũng thấy đó. Nói chung cái gì nó cũng có hết mà không có chỗ đậu xe thôi. Không có chỗ đậu xe. Mà cái chỗ đậu xe này họ mua không phải là để đầu tư nữa, chứ không phải là để đậu xe không thôi. Tức là muốn, nếu mà ai muốn đậu thì họ lấy 450 đô la. Họ lấy 450 đô la. Và những cái khu nhà mà ở cái khu này họ cũng có chỗ đậu xe, họ cũng phải thuê một cái chỗ đậu xe để mà đậu xe của họ, những người mà ở khu gần đó, nên người ta có thể thuê cái chỗ đậu xe này để mà kiếm lời. Nên và cái khu... Tôi thấy 100.000 là rẻ đó. Mình thấy là đắt nhưng mà thực sự, bởi vì trước đây có một căn nhà ở San Francisco đã bỏ ra đâu 400.000 Mỹ Kim để mua một cái chỗ đậu xe ở bên ngoài thôi. Cái căn nhà biệt thự đó. Đúng rồi, những khu ở khu này họ phải mua chỗ đậu xe nữa, hoặc là họ thuê những người xong đó thì phải thuê. Và business rất là nhiều ở khu này. Nhưng mà làm sao mình làm chủ được cái chỗ đậu xe trong cái khu mà parking này ha? Ngạc nhiên ghê. Đó là chắc cái luật của San Francisco, mình phải mua cũng như mua nhà vậy đó. Mà cái khu hay là ông này, ông có nhà ở trên đó. Ông có hai chỗ đậu xe thì ông chỉ cần một chỗ thôi, và ông dư một chỗ ông bán lại cái chỗ đó. Ông bán cho đó, mà cái chỗ này đi mua qua cũng có realtor thưa quý vị, là những người bán địa ốc này đã. Đúng rồi, đi qua người địa ốc này, những người địa ốc này có là một mảnh đất mà. Một mảnh đất, và có người đã trả cái chỗ đậu xe đó 90.000 Mỹ Kim, nhưng mà không, họ vẫn chưa bán.
Bây giờ chưa bán, yeah. mới giao bán 100,000 thôi. Yeah. Tôi nghĩ sẽ có người mua, nhưng mà quý vị nghĩ lại, đầu tư ở đây, mỗi một ngày mình cho mướn thì bao giờ mình sẽ lấy được 100,000? Rất là nhiều, mỗi ngày mình cho mướn. Hoặc là có những người mướn nào giàu, trong vòng một tháng thôi, họ có dư một chiếc xe đẹp, nhưng mà xe đẹp thì không ai đậu ở đây ngoài hết cả. Hết. Yeah. Cho nên cái điều đó nói ra thì tưởng là rẻ, nhưng mà thực sự nó vô lý quá, phòng dạ, quá đắt, cũng không có lấy được đồng đầu tư. Dạ. Riêng với một cái căn nhà ở San Francisco bao nhiêu triệu Mỹ Kim đó, mà ở phía trước lại có dư một chỗ đậu xe mà thuộc về người khác, cuối dạ. cùng cái chủ nhà bỏ mấy trăm ngàn ra để mua cái chỗ đậu xe mua đó. Chỗ đậu xe. Tại vì San dành cho khách tới dạ. để có được thêm một chỗ đậu xe nữa. San Francisco rất là khó có chỗ đậu xe, như quý vị cũng thấy, kiếm một chỗ đậu xe rất là khó. Dạ vâng. Dạ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin liên quan đến chính trị và cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa diễn tiến như thế nào. Đến giờ phút này vẫn chưa có kết quả. Rắc rối quá, thưa quý vị, trong ngày bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân Chủ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin thời sự quốc tế ngay sau phần quảng cáo. Và giờ đây tạm chia tay với Nhi Huyền. Chào anh Thụy, và chúc quý vị có một ngày thứ ba thật là an lành và vui vẻ. Thưa quý vị, chào quý vị.